đẹp Thúy Diễm. Cái đó quý vị, sau khi có em Trần Trình, Thúy Diễm đã cảm tác để hóa trang thành nhân vật Trịnh Công Sơn khi dạ gái quý vị nha. Bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp Sơn Tâm đã đưa về Hoa Khôi Sài Gòn Tân Thời, rất là đẹp quý vị nha, với nét mặt rất là ngổ ngược cho nên quý vị, nhưng rất dễ thương. Chúng ta cùng chào đón một lần nữa Việt Kiều Cẩm Dung, một trong những cô gái ngoại quốc ở Sài Gòn Tân Thời, đến từ Mông Cổ. Tại sao đến từ Mông Cổ? Bởi vì cô ấy không có mông và không có cần cổ thưa quý vị. Bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp tâm linh sang sang, nữ hoàng của bốn quốc gia, huy chương vàng chạy nợ 200 liền, người đẹp sang sang thưa quý vị, rất là dễ thương quý vị nha. Mặc áo dài mà phải xẻ mới được, không xẻ là không nể quý vị nha. Bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp Diệp Huệ, kênh nữa quý vị, bữa nay rất là thướt tha, giống như người đẹp từ thập niên 60 quý vị, người đẹp Diễm Huệ. Và ở trong lớp bánh cấp đó là một cầu thủ đá banh Diễm Huệ thưa quý vị. Cái bây giờ chúng ta còn chào đón người đẹp Tai Đô Châu Hà thưa quý vị. Kể thưa quý vị, sau khi định cư thành phố Hồ Chí Minh, cô ấy đã lên 5kg và hôm nay cô ấy đẹp mang thai hát thứ ba, người đẹp Châu Hà. Ngay bây giờ chúng ta còn chào đón nét đẹp mộc mạc, người đẹp Mộc Trà quý vị. Kể thưa quý vị, rất thướt tha trong áo dài nhung quý vị nha. Cô ấy mới 18 tuổi nhưng mà khoác lên được chiếc áo của mẹ mình cho nên mang, nhưng có thể thấy là 36 tuổi quý vị. Một nhan sắc ở Sài Gòn Tân Thời, nữ hoàng tóc giả Trương Thanh Lâm. Kênh đâu vậy, một trong những người đại diện cho tóc giả Việt Nam. Nếu không có tóc, hãy nhìn qua với một góc cạnh khác. Người đẹp Trương Thanh Lâm, không phải được góp tóc Hà Nội ơi. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón một nam thanh niên rất đẹp trai, dễ thương và chưa có chồng, Nguyễn Tay thứ gì. Kênh đâu vậy, rất đẹp trai và chưa có bạn gái quý vị nha, đang cần bạn trai. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại những gương mặt cũng không rạng rỡ của Sài Gòn Tân Thời tuổi đêm nay, thời đứa nào gặp ít. Con số gì kinh là con số gì kinh? Trong căn nhà ba dường như có ma, nó lưu đầu ra làm em khí giật mình. Con ma đâu đến hàng răng trắng tinh, nó cắt đầu đến xe. Hoa lên đầu tiên cho Châu Pha cũng như là thay mặt tất cả các anh chị em đoàn lưu tuyển Sài Gòn Tân Thời gửi đến toàn thể cô chú anh chị mình có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời chào và lời chúc sức khỏe nhất à. Rồi, bây giờ tất cả các người đẹp sẽ trang chúc mừng buổi tối của chú chị mình dùng loại mở hàng, dùng loại cho mở hàng trong buổi tối ngày hôm nay của chú chị mình nhớ thương tình tham gia tham dự luôn ha. Rồi, mỗi là vé là 20 ngàn đồng luôn nha quý vị mình luôn nha. Rồi bây giờ thì bắt đầu bên trên sân khấu chúng mình sẽ kiểm tra những trái băng và bỏ vào bên trong lòng cầu. Thì bây giờ mời một vị khán giả ở phía bên dưới sân khấu hỗ trợ giúp cho em tìm 60 trái băng bỏ vào bên trong lòng cầu luôn đi ơi. Rồi có ai hỗ trợ không ạ? À? Hỗ trợ không anh? Anh trai nóng kết nè, có muốn hỗ trợ banh bỏ giúp tụi em không ạ? Rồi mời em lên. Rồi, lên đây em ơi. Chúc mừng em, lên đây hỗ trợ banh mà được đứng kế hai mỹ nữ luôn. Đó, vô cùng xuất sắc. Rồi, rồi quý vị ơi, cùng tham gia tham dự dòng loại đầu tiên, dòng loại mở hàng là vé là 20 ngàn đồng luôn cho quý vị mình cùng nha. Rồi, bây giờ bỏ đi, học mình không có tiếng chimi luôn hả? Rồi, và đặc biệt quý vị ơi, vào tối đêm chủ nhật thì quý vị mình sẽ đem lại với một chương trình gặp nhau cuối tuần. Đó quý vị mình sẽ thưởng thức lại với một bộ kịch đó là Đêm Kinh Hoàng. Và đặc biệt là tuần này sẽ có nhiều tình tiết hơn, có nhiều sự hấp dẫn hơn, thay đổi cũng như là những diễn viên có thể là xoay kẻ thay đổi nhau. Quý vị mình đến xem và cùng tham gia tham dự luôn nha. Và quý vị mình đã có vé cầm trên tay rồi thì quý vị mình nhớ kiểm tra vé giùm chị em. Số lưu, số mờ, số có là không rõ hay là mã vòng loại, những cái nào mà không rõ, nhìn không thấy đó quý vị mình đổi ngay liền với tất cả các bạn đang đang phục vụ vé cho tất cả quý vị mình luôn nha. Rồi khi chúng ta dò là dò hàng dòng mà toàn nhảy là toàn nhảy hàng ngang. Và có 4 con số là đủ, 3 con số là thiếu và 5 con số là dư. Rồi quý vị mình nhớ lưu ý kiểm tra dùm để nó không có cái mà lưu bu đó vị. Nhiều khi là nó có sự cố trục trặc, có nhiều khi là nhà in á, họ in nhiều khi tới cái khúc đó tự nhiên hết mực. Đó, cái tới ngay con số đó thì cái nó mờ, nó lợn. Cái nắm mắt con số các bạn nhìn họ biết số nào. Dạ khi vị mình lên, vị mình đón đại lên đây đọc giải không có hợp lệ vị, tại vì em thấy rõ con số. Thành ra là em mới nhắc nhở vị mình là nhớ kiểm tra những cái vé mà khi mà mình đã tham gia tham dự đó vị. Rồi và quý vị mình dò vé rồi mà không có may mắn hợp lệ thì vị mình nhớ giữ lại nha. Và mình ghi họ tên, số điện thoại thì cuối giờ thì họ vô cái thùng thăm sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng cho tất cả quý vị mình nha. Rồi xong chưa? Rồi dạ rồi. Đây nhắc cái là mình đã hỗ trợ và cũng như là kiểm tra tất cả các banh là nó có đủ 60 con banh không ạ? Dạ đủ 60 rồi. Rồi chúc mừng luôn chị Sa. Đang ơi, nhận quà rồi chị Sa. Và em có cảm nghĩ gì khi mà em đứng kế hai mỹ nữ? Thật là vinh dự. Rồi vinh dự luôn hả? Hạnh phúc không em? Em cần lấy số thổi chị không? Ở sao vậy? Có chuyện mà không lấy số thổi làm sao? Lắc đầu ghê đấy. Tại sao?
Rất sợ lắm. Dạ cô chú chị mình có ai lần đầu đến đây chơi không ạ? À? Có đâu, nhiều quá nhỉ. Thầy ơi, mình cứ chơi nha, chơi y như chơi hôm tuần trước vậy đó, cứ thoải mái vô chơi y như tuần trước nha. Dạ cô chú chị mình ha, ai mới đến thì á, chúng ta có một cái lá vé là có 60 cái con số trên cái lá vé và cũng như là có 60 con banh trong lòng cầu này. Tụi em sẽ kêu con cờ nào ra thì bên trên chúng ta có một con cờ con số đó thì chúng ta đâm vào con số đó nha. Rồi đủ 4 con số nha. Đúng rồi, đâm cái hư vô cái đủ 4 số thì lúc tay không, lúc tay không. Hả? Lúc tay không không? Tiền. Đủ 4 số hàng ngàn, la thật lớn lên, chạy thật lên đây là đại diện quà là của chú quý vị mình ha. Còn nhớ một điều là khi mà mình tâm vô đó vị, dạ mình tâm nhẹ nhẹ thôi cho có lỗ vừa vừa chứ đừng có sâu quá nó tăng lộn mắt số. Dạ đây Nguyễn Tài nhằm thanh lịch một chàng trai em. Một chàng trai, chàng trai rất đẹp trai trong đoàn luôn, rất dễ thương nhưng mà chưa có chồng. Ôi số chuyện ra số chuyện ra mày chỉ ra số chỉ ra số chỉ ra số chỉ ra số chỉ ra hồng trần chỉ cánh nó bồng lai có nàng tiên nhỏ xuống nhai hồng trần đêm nằm bên quãng đường xa đêm đêm em tưởng đó là sự tiên ông Ali hò lơ Ali hò lơ Ali hò lơ chàng bước vào chàng liền cái cởi cửa ta chưa sang dễ hả dễ hả dễ cho huệ hả dễ cho huệ rồi giỏi quá. Thấy không? Ba mẹ con tôi đi qua hậu. Thấy không? Mà hai đứa con nó rớt tóc mừng của mẹ lọt vô là thấy cái nhan sắc con mẹ thế nào rồi. Đúng rồi. Đúng không? Mẹ mặn mòi quá, mẹ bụng bự quá. Bụng bự quá ta sợ. Vậy vậy? Vậy? Hả? Sao bụng bự? Tại vì là về nhan sắc nó rất kém là khi là nó tròn tròn nhưng mà dễ thương. Thì tại vì bữa đó là cô thi tuyển chọn những bài mẹ mà. Tâm gì ra, năm gì ra, năm gì ra, năm gì ra, cây nắp gì ra, con tâm gì ra, con tâm gì ra, năm gì ra, tin em trong một đêm vũ trường, năm nay tôi cùng theo tiếng nhạc, tin vào một ngày nhìn em, tin trong vũ điệu say đắm, đón em khi màn đêm xuống dần, đón em khi đường khuya vắng người, nhớ em anh buồn vì sao, lòng em thương nhớ bao ngày, năm mươi hai mới một con gà gạch vô con số chị đi số chị đi con số chị đi số chị đi số chị đi hai chị đi con hai chị đi hai chị đây đắc kỷ tố nương làm người mà giả thu làm cho vô trụ nước mắt mà nhà tan bay đâu mà ủ dột 21 số chị đi con mấy chị đây số chị đi con số chị đi số chị đi cá lóc cá chép cá lóc cá bông cá lồng thông xeo cá lóc cá chép cá lóc bông xeo tới mùng hai xeo nhào vô bà con ta cũng tới nơi tôi Sài Gòn 15 đồng mua hơn một thùng cá sẽ mua để về nhà na 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 33 mấy kỳ ra ông ta hoài 12 trong trong nhưng mà áo nhăn nhưng mà áo đen cái sắc cái lòng về đứa cầm ốc thùng thùng ga thùng vô thùng nhầm vui 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 ở 59 tôi chỉ đi xuống gì đây dần than tàn về sẽ đâu đó người dần than mơ quốc thiên cường quỳ trong giang hồ những viên quỳ mãi muốn đời là người mà nhiệt nam 48 còn 48 48 số gì đây mấy gì ra số gì đây mấy gì ra my loneliness is killing me and I'm not gonna be I still believe when I'm not lose you on my mind hit me this time hit me baby one more time 28 còn số gì ra số gì ra còn cái gì ra còn số gì ra số gì ra còn cái gì ra số gì ra số gì ra còn cái gì ra còn số gì ra số gì ra cái viên nước trong quê mình dành tới đầu về đây bây giờ buôn lậu mà lên đồ 54 số gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra tình cờ gặp lại người xưa cà phê quán cũ cùng vui với ai cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai đầy lối về sao mà chân
chợt mơ thấy nhau, vừa mong giờ gì mình ta cần đau. 26 giờ đã có mấy số kỳ đây, số kỳ đã, số kỳ đã, số kỳ đây, số kỳ đã. Trong quê ơi nắng mưa bao ngàn xưa, tôi không quên lý thế gian hàng nhựa. Ok, kính thưa quý vị, 12 độc giải dòng loại mở hành đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay.